Chào các bạn, video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về C# Zurich Interface. Zurich Interface thì nó cũng tương tự như Zurich Class, chúng ta có thể define ra cái parameter T ở cái mức Interface và những cái method ở bên trong cái Interface đấy thì cũng có thể sử dụng cái parameter này. Và những cái method ở trong cái Class mà cái Class đấy implement cái Zurich Interface cũng cần phải implement cái parameter T. Thì ở đây mình có một cái ví dụ, giả sử như là mình có một cái Interface có tên là iBook và mình biến nó trở thành Zurich bằng cách sử dụng là mở ngoặc T đóng ngoặc như thế này. Thì lúc này những cái method của iBook Interface cũng có thể sử dụng cái parameter T, chẳng hạn như là method add thì chúng ta sẽ add thêm một cái book vào trong cái danh sách của chúng ta, chẳng hạn thế. Method thứ hai là method delete và method thứ ba là get, nó sẽ trả lại cái T, data type T. Thì lúc này cái class mà implement cái Zurich Interface, chẳng hạn như là book ở đây, thì nó cũng sẽ cần phải implement cái parameter T. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái gọi là Zurich class có tên là book T ở đây, đúng không ạ? Và cái book này nó là Zurich, vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng T này như là data type cho những cái elements của cái class book ở đây. Chẳng hạn như là mình define ra một cái property của cái book này là kiểu data type là T. Và sau đấy thì là cái method add, chúng ta sẽ sử dụng T như là cái data type cho cái parameter của nó truyền vào. Thì sau khi mà chúng ta đã implement xong cái class book T này thì chúng ta có thể sử dụng nó. Giả sử như ở đây mình sẽ truyền cái string vào cho cái parameter T, thì lúc này chúng ta có thể add một cái string vào trong cái instance string book này của chúng ta, chẳng hạn như ở đây mình add là basic C#, và lúc đấy mình get lại cái giá trị thì cái hàm get nó sẽ trả lại cái data type T, tức là trả lại cái string. Thì lúc này nếu mà mình ghi ra ngoài màn hình thì nó sẽ cần phải trả lại là basic C#.